Đây là năm thứ hai liên tiếp, cặp đôi võ sinh Bùi Thị Nhật Anh lớp 10 và Nguyễn Võ Như Quỳnh lớp 9 tham gia thi đấu giải Taekwondo dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Lên sân thi đấu, Anh và Quỳnh là cặp đấu đối kháng. Tuy nhiên, ở ngoài, hai bạn rất thân thiết với nhau và cùng tham gia học võ tại chùa Hoa Khai, xã Đạo Nghĩa hơn 3 năm nay. Học võ có rất nhiều lợi ích như là rèn luyện sức khỏe, rèn luyện cho chúng ta tính tự lập, tự tin, nói trước đám đông, rồi là kiên trì, kiên nhẫn xử lý được mọi tình huống. Đối với con là một học sinh trung học cơ sở thì việc học võ đối với con có rất nhiều lợi ích. Nó giúp con thoải mái sau giờ học và giúp con trong quá trình học tập được tập trung hơn và giải trí sau giờ học ạ. Vậy nên việc học võ đối với con là vô cùng có giá trị. Câu lạc bộ võ Taekwondo chùa Hoa Khai được thành lập hơn 3 năm. Đến nay có gần 50 võ sinh tham gia rèn luyện học tập. Việc đăng cai tổ chức giải Taekwondo mở rộng câu lạc bộ chùa Hoa Khai nhằm giúp các em thanh thiếu niên yêu thích võ có một sân chơi bổ ích thiết thực, có cơ hội giao lưu, cọ sát để trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn trong tỉnh và khu vực. Tôi cho hai cháu đi học võ Taekwondo ở chùa Hoa Khai thì thấy cháu việc rèn luyện về thể chất, về võ nghệ thì cũng tốt hơn, và về thầy dạy cho các cháu là về đạo đức, về cách cư xử, thấy về nhà cháu sống với gia đình thấy cháu ngoan hiền hơn hẳn. Từ ngày hoạt động đến giờ cũng được 3 năm và hiện tại cũng lan tỏa rất là nhiều chi nhánh đến võ thuật trên địa bàn toàn huyện. Và hôm nay thì là câu lạc bộ Hoa Khai được sự cho phép của liên đoàn tổ chức một cái chương trình thanh thiếu niên toàn tỉnh, một cái giải cho thanh thiếu niên. Đây là một cái tổ chức rất là ý nghĩa và thiết thực đối với tinh thần võ học, võ thuật cũng như thể thao đối với giới trẻ. Những năm qua, các câu lạc bộ Taekwondo ở huyện Đắk Rấp nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung đã thu hút hàng trăm thanh thiếu niên tham gia học tập. Từ phong trào này, không ít tài năng đã được phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung cho những đội hình thi đấu của các đơn vị trong các mùa giải, kỳ đại hội thể thao các cấp.